Từ từ em vào này. Những hội viên tích cực đang sửa soạn cho buổi offline 7X. Đây là một mem mới toe. Này. Chào cả nhà đi. Mem gì nhỉ? Người tình trăm năm à? Chuyên gia chăn nuôi heo. Nhìn avatar toàn heo, đây là chuyên gia chăn nuôi heo. Chuẩn. Người tình trăm năm không? Tên gì? Tên gì? Tùng. Rồi nghe nó thấy nổ tưng bừng rồi. Sướng rồi đấy. Còn đây là lá vi. Em gì hả em ơi? Hả? Lá vi em gì? Lá vi em râu. Em râu. Lá vi và em râu, có mê em râu không? Mê lắm rồi. Vật chưa? Sắp. Rồi. Dưới còn ngóc ở dưới nữa. Đây là Trung Men 1981. Hôm nọ tình cờ trong buổi họp thịt nướng mẹ cute đã mọi người chúc mừng sinh nhật mem này rồi. Chào đi em ơi. Đây là mem mới nhưng cũng chịu khó, tích cực được. Này làng nào? Này làng tim. Tim gan phèo phổi. Đây là thành viên rất chăm sóc. À cha chịu khó ăn uống, quên nhầm. Tiếp theo là Dũng. Dũng ơi, thỏ non đeo kính lão. Đây là những con người đang tích cực sửa soạn hôm nay. Dũng com lê xà cạp. Đã có điện đâu? Thịnh đóng. Hội trưởng. Hội trưởng. Cười tươi lên. Đi gì? Mắc gì? Mắc loa gì? Rồi ok. Đây là một số các mem khác. Em ơi, em tên gì nhỉ? Xa người tình trăm năm. Em tên gì? Em ạ. Giới thiệu đi. Broken Heart. Broken Heart, trông cái mặt em tươi thế sao mà broken được? Kệ em, đấy là ngày xưa, còn bây giờ em hết broken rồi. Hết rồi gì? Có thằng nào nó hàn rồi à? Không có ai hàn. Chưa ai hàn mà tự à? Chưa có ai hàn cả. Rồi ok, đây Broken Heart nhá. Ai muốn hàn nhá thì ra mà hàn. Còn đây là anh chủ quán đang đập phá đây. Còn đây là tôi. Tự sướng. Đây. Thôi rồi, tự sướng. Street boy. Tạm dừng phóng sự về những người chăm chỉ nhất của BX tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà, cả lò. Được không em?